đây là chân thiện tri thức đây là hạng người nào người giống như đức thế tôn người giống như lục tổ huệ năng thực sự là ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm ở trong tất cánh không kiến lập tất cả pháp kiến lập tất cả pháp là sanh tâm trú trong tất cánh không là ưng vô sở trụ đây là chư phật như lai pháp thân bồ tát tâm địa thanh tịnh bình đẳng không hề có chút ô nhiễm nào đây là một vị thầy tốt chúng ta phải tìm người như vậy không chấp trước vào cảnh giới thanh văn duyên giác thanh văn là tiểu thừa cũng không tệ nhưng không thể học họ vì sao vậy vì tâm lượng chưa đủ lớn thánh nhân tiểu thừa quý vị cầu họ họ dạy quý vị nếu không cầu họ sẽ không dạy bồ tát không như vậy bồ tát quý vị không đến cầu họ cũng tìm đến quý vị để dạy nên bồ tát làm bạn không mời của chúng sanh bồ tát nhìn thấy quý vị có thể dạy được liền tìm đến quý vị quý vị không tìm họ họ tìm quý vị thật từ bi tiểu thừa không được vì họ không có tâm lượng như vậy quý vị tìm đến họ mới dạy nếu họ không vui họ cũng không dạy quý vị tìm đến họ vui coi như là có duyên không như bồ tát tâm bồ tát bình đẳng Đối với tất cả chúng sanh Chỉ cần có thể tin Có thể lý giải Họ sẽ tìm đến Không từ bỏ quý vị Tâm lượng như vậy rất tốt Tuy hiện trần lao Tâm hằng thanh tịnh Tuy dạy học rất gian khổ Lạnh trúng rất gian lao Nhưng tâm họ thanh tịnh tôi ở đài trung theo học với thầy lý mười năm thấy được lượng công việc mỗi ngày của thầy lý là lượng công việc của năm người chức vụ của ông là bí thư chủ nhiệm của phụng tự quang phủ cấp trên của thầy là ông khổng đức thành biên chế của phụng tự quang phủ là quan đặc nhiệm hiện nay gọi là cấp chánh bộ thầy là bí thư chủ nhiệm của bộ trưởng giáo thọ của hai trường đại học mỗi tuần còn phải đi dạy mấy tiết sự nghiệp bản thân sáng lập là phật giáo liên xã đài trung tôi đến đài trung thân cận thầy là lúc liên xã thành lập đã 10 năm có bao nhiêu liên hữu hai mươi vạn họ có danh sách danh sách của liên hữu có hai mươi vạn ở đó giảng kinh dạy học mười năm liền hữu nhiều như vậy những liên hữu này mỗi tháng gặp mặt thầy một lần đương nhiên là không phải toàn bộ họ phân ban phân thành 40 người một ban trong ban tiến cử đại biểu khoảng một hai trăm người mỗi ngày gặp mặt một lớp ít nhất là hai tiếng thầy nói khai thị một tiếng trả lời câu hỏi một tiếng mỗi ngày đi làm vào buổi trưa gặp nói chuyện với liên hưởng đây đều là người nhà không phải người ngoài thầy còn là một thầy thuốc bắt giỏi có người đến nhờ thầy khám bệnh người ngoài ít hơn toàn là liên hưởng học trò của thầy đến xin khám bệnh không ra ngoài tìm bác sĩ khác vấn đề này cũng phải quan tâm thầy còn thành lập một thư viện một viện dưỡng lão và hai trường mầm non quý vị nói thầy có bao nhiêu công việc muốn gặp thầy phải hẹn trước một tuần không phải một tuần thời gian không sắp xếp được lượng công việc nhiều đến thế khi tôi biết thầy, thầy đã 70 tuổi. Tôi rời Đài Trung, thầy 80 tuổi. Khi tôi rời khỏi Đài Trung, liên hữu Đài Trung có bao nhiêu người? 50 vạn. Tôi nói vui với thầy. Nếu thầy muốn tranh cử thị trưởng Đài Loan, chỉ cần thầy nói một câu là thầy đủ phiếu tranh cử. Cho nên lúc đó thầy có sức ảnh hưởng rất lớn. Quả thật không đơn giản. Bận rộn từ sáng đến tối, còn phải dạy học những học sinh chúng tôi. Mỗi tuần còn dạy lớp học giảng sư. Chúng tôi có hơn hai mươi người học giảng kinh. Lớp này chính thầy đứng lớp. Còn học cổ văn. Cổ văn là cơ sở của tất cả Pháp. Cho nên mỗi tuần Tối thứ sáu hàng tuần Ba tiếng dạy cổ văn Thứ tư hàng tuần giảng kinh ở thư viện là dạy chúng tôi. Ngoài ra, thầy còn mở một lớp. Dạy chúng tôi giảng kinh, cũng ba tiếng. Thầy làm gì còn thời gian? Nói thêm với chư vị, thầy ăn ngày một bữa một bữa ăn bao nhiêu một chút tôi ở đài trung học thầy không những học kinh giáo với thầy cuộc sống cũng học theo thầy tôi cũng ngày ăn một bữa ở đài trung tôi ăn ngày một bữa được năm năm nhưng chúng tôi trẻ tuổi vọng tưởng nhiều nên bữa ăn của tôi nhiều hơn thầy bánh bao nhỏ thầy ăn một bữa hai cái tôi ăn ba cái điều này tôi không bằng thầy phí sinh hoạt một ngày của thầy lúc đó là hai đồng tiền đài loan sinh hoạt phí một ngày của tôi phải ba đồng một bữa cơm ba đồng tiền thầy chỉ hai đồng là đủ một tháng sáu mươi đồng khoảng hơn một đô la Mỹ. Chưa đến hai đồng. Quý vị nói cuộc sống đơn giản biết bao. Thầy thu nhập cũng rất khả quan, toàn làm bố thí, làm sự nghiệp từ thiện, không giữ lại đồng nào. Khi chúng tôi thấy thầy, tuy thầy không xuất gia, nhưng thầy đúng là khổ hạnh tăng từ sáng đến tối lúc nào cũng thấy thầy vui cười hoan hỉ cuộc sống quả thật an lạc quả đúng như thầy phương nói là hưởng thụ cao nhất của đời người chúng tôi tận mắt chứng kiến thầy đã làm gương cho chúng ta sau khi tôi học xong nhân duyên của tôi ở nước ngoài không phải Đài Loan Nên thường đến rất nhiều quốc gia trên toàn thế giới Khi trở về Đài Loan tôi nhất định đến thăm thầy Thầy hỏi tôi về tình hình ở nước ngoài vô cùng hoan hỷ Lúc đó trong số học trò của thầy Hoàng Pháp ở quốc tế chỉ có một mình tôi Thầy muốn làm gương Tuy hiện trần lao Tâm hằng thanh tịnh Điều này tôi từng nói chuyện với thầy Tôi ăn ngày một bữa Đến tháng thứ 8 mới nói với thầy Tôi nói thưa thầy Bây giờ em cũng ăn ngày một bữa Bao lâu rồi Tôi nói đã 8 tháng Thân thể như thế nào Cảm thấy như thế nào Tôi nói rất bình thường Thầy phổ bàn nói Kiên trì như thế Suốt đời không cầu ai Cuộc sống đơn giản có người đến vô cầu phẩm tự cao Đây là thật không phải giả Thầy ngày ăn một bữa Thầy nói thầy bắt đầu ăn một bữa lúc hơn 30 tuổi Suốt đời cuộc sống vô cùng đơn giản Tôi ở Đại Trung là hoàn toàn học theo thầy Cuộc sống có thể tự lo, không cần người khác quan tâm. Quý vị xem, đến 95 tuổi cuộc sống vẫn tự lo, tự giặt quần áo, tự nấu cơm. Bữa cơm đó mất khoảng nửa tiếng. Từ khi bật lửa nấu cơm đến khi ăn xong, dọn dẹp sạch sẽ là nửa tiếng. Không lãng phí thời gian. Thầy là người Sơn Đông thích ăn mì Mỗi ngày ăn mì sợi Ở quê gọi là mì dẹp Rất dễ tiêu hóa mà dinh dưỡng lại tốt Nấu nước sôi Bỏ mì vào Nấu thêm một tí Sau đó thêm rau vào Rau xanh Thêm vào ít đầu khuôn tắt lửa đậy nắp lại để lại 10 phút là xong Nồi cũng là nó Mà bát cũng là nó Nên rửa chỉ một cái rất đơn giản Cầm lấy quai nồi Nồi có cái quai cầm Tiện lợi Không cầu người khác 95 tuổi vẫn tự lo Năm 95 tuổi mới có hai đồng học Nhất định đến chăm sóc thầy thầy mới đồng ý Không đồng ý chứng minh điều gì Chứng minh thân thể mạnh khỏe Có thể tự lo Đi đường không cần gậy Đây tức học Phật là hưởng thụ cao nhất của đời người Thân thể tôi khoảng gần bằng thầy lý tình trạng thân thể mạnh khỏe năng lực tự lo của tôi có thể giống như thầy lý nên học phật chính là phải thực hành phải đem những gì học được đều thực hành trong cuộc sống như vậy mới lãnh hội được sự an lạc tự tại đó